tinh nguyện vào làm chiến đấu, nó lừa lọc đấy như thế. Sao báo cáo gọi là siêu lừa vào đại biên. Cho nên các cậu là phải hiểu được cái tình tiết như thế. Thế rồi còn nó bảo là cộng sản là gì? Bọn tôi học cộng sản là một cái chế độ thiên đường của loài người. Thiên đường của loài người là thế nào? Có nghĩa là nếu một anh làm theo năng lực mà thưởng theo nhu cầu, khả năng của anh làm 1.000 đô, nhưng mà ở chế độ cộng sản là nhu cầu của mình 10.000 đô cũng đáp ứng, và đúng là hoang tưởng. Thế bọn tôi say đắm quá. Mà chủ nghĩa cộng sản tương lai loài người sẽ tiến tới như thế. Cho nên là thì còn tốt, chủ nghĩa nào chế độ nào tốt đẹp như thế phải giải phóng. Còn chủ nghĩa tư bản là thế nào? Phải kia giáo dục trong nhà trường. Chủ nghĩa tư bản tức là từ đầu đến chân, từ lỗ chân lông ra đến ngoài đều thấm máu mồ hôi nước mắt của người lao động, bóc lột công sức người lao động, công sức đầu độc như thế. Còn ngoài ra thì chỉ nghe cộng sản nói thôi, còn không còn một tin gì ở ngoài lề được hết cả. Đừng biết cái đài, tôi nói thẳng với cậu, đài nghe đài BBC á, nó biết cái này cho đi tù ngay. Mà muốn có cái đài chúng tôi cũng ao ước không có được nổi mấy cái đài. Tình trạng đấy như thế. Cho nên khi mà tôi phát biểu đời tôi sống với chế độ cộng sản này thì 65 tuổi đầu, mà là một trí thức của Hà Nội gốc, mà có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, có chân như què. Đấy, tôi phải hiểu như thế thì mới biết là nó gọi là siêu lừa đại biệt như thế nào. Biết bao nhiêu nhân sĩ yêu nước ở chế độ cũ, đúng như là giáo sư Hoàng Minh Giám, thầy dạy của Xe Lúc, mà cũng đi xe cộng sản. Bố đẻ của Bùi Tín là bộ trưởng Bộ Tư pháp thời vua Bảo Đại. Rồi cũng Hồ Chí Minh viết ba cái đơn thứ ba cũng ra giúp ấy. Bao nhiêu chi sĩ yêu nước cao thượng quá nào. Đó. Như thế chúng ta phải nhìn là cả cái dân tộc này bị lừa, chứ không phải là tôi ở đây tất cả mà nói như theo cụ Hoàng Minh Chính đi sang Mỹ vừa rồi đấy. Cụ Duyên nói là 90 triệu dân tộc Việt Nam hiện nay đang sống trong một cái nhà tù khổng lồ. Tôi thấy câu nói mà chúng ta hiện nay, bây giờ ta mới hiểu đơn giản thế nào là nhà tù. Tù là không có tự do. Bây giờ tôi hỏi chúng ta đây có người bất đồng chính kiến mà sử đụng đến với công an phường nó truy lý lịch ba đời rồi, chứ đừng có nói là như thế đơn giản thôi. Cho nên tôi đau lòng ở chỗ đấy. Cho nên là có mắt như mù là thế. Cho nên tôi mới tổng kết là phải nói là nếu mà về vấn đề thủ đoạn chính trị thì cộng sản nó là vào loại số 1 thế giới, lừa cả Mỹ luôn được. Lừa Mỹ luôn được. Mỹ nó cũng siêu lừa. Những bậc thầy. Cho nên là chúng ta đừng mà xem thường cộng sản, nó lừa giỏi như thế. Giỏi thì nó bây giờ nó mới bây giờ ấy. Thế bây giờ những người mà bây giờ khi thống nhất nước nhà thì mới té ra. Ôi trời. Xong rồi. Ván đã đóng thuyền rồi. Xong rồi thì bây giờ ván đóng thuyền rồi. Bây giờ chúng mày này, đây là tôi này, tôi bảo bây giờ nó đuổi diện của tôi là diện mà ốm đau. Thằng to nhất nhân ở Sài Gòn này, năm bệnh viện thống nhất là tôi có diện ở năm đấy. Ở ngoài kia như Hồ Chí Minh có diện ở Việt Xô là tôi có tiêu chuẩn nằm đấy, mà bây giờ không vợ không con cả cuộc đời, bây giờ ở một cái gọi là một cái túp lều ở dưới đường quan hệ. Tôi bảo nó là cái gì? Tôi bảo Hồ Chí Minh có hang bó Cao Bằng, Hồ Chí Hải con Hồ Chí Minh có hang Bắc Bó ở Nguyễn Huệ. Bây giờ mà tôi ở mùa này bây giờ nó như cái lò ấy. Sống thế nào được. Thế mà ở âm thầm lặng lẽ 38 năm. Đó. Tôi suy ra đây. Đấy là mình mà một kỹ sư, một cán bộ trung cao cấp của Đảng mà bây giờ bị đối xử như thế thì hỏi là dân thường, dân đen và các ông là ngụy quân, ngụy quyền thì còn bị đối xử thế nào? Ngụy quân, ngụy thế là đau lòng. Đó vào. Thế bây giờ tôi qua cái cuộc chiến tranh này thì tôi mới thấy rằng
sản Cộng Hòa cũng máu đỏ da vàng, con rồng cháu thiên cả tôi bị thằng Cộng sản Tàu nó lừa, nó dùng xương máu của dân tộc mình để nó mặc cả mấy thằng Mỹ, rồi bây giờ nô lệ cho thằng Tàu đấy. Bây giờ kết luận cho nên là tôi tích cực chống Tàu là thế, tích cực chống Tàu vì tôi là người trong cuộc. Tôi bảo là 2/3 cuộc đời tôi đã chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản. Sai lầm hả ông chú? Nhưng mà tôi sai lầm là vì lưỡi có thế tôi đơn giản. Nhưng mà tôi khác với những con người theo cộng sản, đã có một số người thì bây giờ về già rồi, thôi an phận, thôi mũ ni che tay. Nhưng mà tôi là vẫn sống tiếp được. Tôi bảo 2/3 tôi đã chiến đấu cho cái lý tưởng cộng sản, bây giờ là một cái trí tưởng hoang tưởng, không tưởng, không nhân đạo, không tình người. Mà bây giờ cuối đời tôi mới nhận ra cái chủ nghĩa gì mà tôi đang theo là cái chủ nghĩa tự do, dân chủ và nhân quyền. Đúng. Rồi, hoan hô chú cái nào. Giơ tay. Hoan hô. Chứ không nắm im. Ông nói rất hay. Sống với cộng sản mà nói như vẹm này không hay. Đúng rồi. Đó là một cái... Tôi là sự lớn lên ở dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa. Cái tâm phải có nhiều thì mới phải nói được. Như cái tâm không có không thể nào nói được. Không hiểu mà phải tâm huyết. Phải tâm huyết mới nói được điều đấy. Chứ nhiều người chưa hiểu cộng sản cứ ấn tượng cái được cộng sản nó lý thuyết nó hay lắm, nó hay lắm. Hay lắm nó là bậc thầy luôn đấy. Nó là bậc thầy cho chúng mình là chép riêu hết. Ôi trời, hồi trẻ đi hoang tưởng. Ôi trời ơi. Thế thì chúng ta chiến đấu xây dựng nhà nước cộng sản là nhà nước thì không có áp bức, không có bóc lột, không có bất công. Mọi người dân đứng lên làm chủ cuộc đời. Đẹp à? Nói quá hay. Sẵn sàng hy sinh bản thân cũng được. Bây giờ cái khẩu hiệu bây giờ nó dương ở khắp khắp hàng cùng ngõ hẻm là gì? Phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Còn gì nữa? Tiến bộ. Còn gì nữa? Hết rồi. Mỹ cũng chỉ có thế thôi chứ làm cái gì? Nhưng mà thôi tất cả là chỉ bánh vẽ. Cho nên tôi mới, bây giờ tôi mới bảo từng ngày từ đầu tôi mới hiểu cái chủ nghĩa cộng sản. Hỏi tôi là gì? Chủ nghĩa cộng sản là một cái thùng rỗng kêu to. Rồi, kết thúc chương trình. Thế thôi, hết. Xin các bạn vô chàng pháo tay nữa. Đây là 75, 75, cảm ơn chú rất nhiều. 75 là năm sống từ lúc ấu thơ đến bây giờ mới nhận thức được ra chứ có phải đâu đơn giản. Cảm ơn chú rất nhiều. Người tri thức rất là tiến bộ. Tôi mới nói khi năm 54 à khi gì khi năm 77 tôi đặt chân đến Sài Gòn, tôi có cảm giác nha, lần đầu tiên tôi đến ga Sài Gòn lúc đó đúng không ngò Noel, đúng không Noel, tôi nhìn thấy cái cảnh Sài Gòn náo nhiệt, xe cộ náo nhiệt đấy là năm 77 nhá, là đã tan hoang rồi đấy. Mà tôi là một dân, tôi mới liên hệ, tôi là một dân Hà Nội gốc ngàn năm văn hóa lịch sử, văn minh lịch sử. Mà khi đặt chân đến Sài Gòn tôi nhìn đầu óc tôi có một cái cảm giác hoàn toàn là lúc ấy là cảm giác cho thầm nghĩ ai phá hoại hiệp nghị Geneva. Bởi vì chúng tôi được học hiệp nghị Geneva là gì? Hiệp nghị Geneva là hai bên ký kết với nhau thôi, tình hình hai bên thì bây giờ tương đồng với nhau thì anh nào cộng sản, cộng sản là miền Bắc, cộng hòa miền Nam, tạm thời chia cắt 2 năm, sau 2 năm xong thì để tự do hai dân hai miền đi lại tự do, rồi ý tổng tuyển cử, tổng tuyển cử bầu chế độ. Thì tôi mới thầm nghĩ, tôi bảo nếu mà được như thế thực hiện ý, thì có lẽ nó theo vô điều kiện hết, nó là thực tế. Thế tôi bảo là miền Nam tôi vào đặt chân những sau cũng chiến đấu cũng ấy như thế mà sầm uất như thế, mà tôi là chính gốc người Hà Nội mà mình nhìn thấy mình như là một thằng quê ra mới ra tỉnh. Tại vì suốt từ năm 54-75 thì Hà Nội không có xây dựng cái gì tàn phá nhé. Đến nỗi mà cụ rùa mà cho cháu xin hỏi chú một câu, bây giờ chú nhận xét thế nào về cái sự thay đổi của con người cộng sản mấy năm gần đây nó học thay, thay đổi nhiều nhưng mà vẫn bảo thủ lắm. Thay đổi thì thay đổi nhưng mà tôi nghĩ rằng thế này, không bao giờ họ từ bỏ cái ngai vàng thống trị, bởi vì cái ngai vàng nó lớn lắm, nó đeo giữ liền với quyền lợi của đảng.